kia là gì? Hydro carbon không no chứa một đôi đôi CC và mạch thở. Nhớ nhé, nào hydro carbon không no cho phân tử chứa một đôi đôi CC. Đây các bạn, bên trong tầng đăng kem chúng ta có chứa một liên kết pi, một đôi CC là một pi mà. Đấy chứ, vậy là cũng mình cũng có thể phát biểu ngược lại là đăng kem là hydro carbon cho phân tử chứa một liên kết pi và mạch hợp. Hay nhỉ, đồng đẳng. Rất đồng đẳng của đăng kem thì còn được gọi là olefin. Olefin hay còn được gọi với cái tên khác là dãy đồng đẳng của ethylene. Dãy đồng đẳng ethylene gọi tên theo cái thằng mà tên đầu tiên của cái đồng đẳng. Công thức tổng quát chúng ta chú ý cho thầy nhá, nhớ lại này, công thức tổng quát của mọi hydro carbon mà thầy dạy chúng ta thì công thức tổng quát của mọi hydro carbon là CnH2n+2 2k đúng không? CnH2n+2 2k. Thế do thằng này là aken đúng không? Mình có này, k thì bằng số pi cộng với số bằng. Mạch hở thì bằng bằng không? Mạch hở bằng không? Một đôi đôi CC thì có mấy liên kết pi? Một liên kết pi. Vậy là số pi bằng một. Vậy k có thể bằng một. Vậy thế vào đây thì thầy được CN H 2N cộng 2 trừ 2 nhân 1. Vậy là CNH 2N cộng 2 trừ 2 thì còn là CNH 2. Được chưa? Vậy suy ra là công thức tổng quát của mọi alken là CnH2n. Với điều kiện gì này? Điều kiện này, n lớn bằng mấy? Ít nhất phải có mấy các bạn? 2. Nên với điều kiện là n lớn bằng 2. Vậy thì điều kiện phát biểu là mọi alken thì đều có công thức tổng quát là CnH2n+2. Nhưng mọi chất có công thức tổng quát là CnH2n+n thì chưa chắc nó là alken, bởi vì nếu có thể là pi bằng 0 hoặc bằng 1. Được chưa? Thế nên mình chỉ có một phát biểu thuận thôi là mọi alken thì cũng tự quát là CnH2n. Được chưa? Thế vậy giờ em có thể viết cho thầy được công thức của tất cả các em kem chạy từ C1, chạy từ C2 đến C10. C2 hát mấy? 4, vân vân. C3 hát mấy? C4 hát mấy? C5 hát mấy? C6 hát mấy? C7. Thằng này có chứa đôi CC để có khả năng có được. Vậy khi làm một bài toán kem
nhưng mà nhìn hết còn tôi phải carbon là vị trí kết đôi rồi phần được chưa. Và phương pháp giải đồng phân của anken, phương pháp xác định đồng phân của anken, phương pháp xác định và mình đi xác định đồng phân của anken kiểu gì, xác định đồng phân của anken kiểu gì. Chúng ta lưu ý là tìm đồng phân của anken tương tự như tìm đồng phân của ankan, tương tự như ankan. Tương tự như ankan như thế nào? Bước 1 cái mặt chính. Vẽ mặt chính. Bước 2 là xác định vị trí điền với cái đội. Xác định vị trí liên kết đội. Bước 3 là xét đồng phân học. Thế thì quan trọng nhất chúng ta là vẽ mặt chính. Bây giờ ta vào thử. Đầu tiên chúng ta đi làm anh C2H4. Anh C2H4 của thầy mặt chính có mấy carbon không? Mấy carbon kìa? 2 carbon, thế là mày nó luôn cắm vào đây luôn. Đây chỉ một đồng phân. C3H6. Thế này hỏi nó đôi cắm vào đây, đôi cắm vào đây có khác nhau không? Không. Được chưa? Thế giờ mình xét đồng phân hình học ạ. Như thầy đã dạy ở phần đồng phân rồi, thì điều kiện là đồng phân hình học đầu tiên phải có nối đôi CC. Điều kiện đầu tiên phải có nối đôi CC. Và nó phải thỏa mãn như thế này. A phải khác B. C phải khác D. Nhìn nhá, nhìn nhá vào đây nhé. CH4 này. Một hạt đây. Một hạt đây. Một hạt đây. Một hạt đây. Nhìn thằng này với thằng này có khác nhau không? Không. Nó giống nhau. Vậy không có đồng phân nhau. Được chưa? Tương tự này. Anh này, hạt cắm đây, hạt cắm đây, hai này có khác nhau không? Không, phải không có đồng phân nhỏ, hiểu chưa? Và mình sai tiếp của thằng tiếp là thằng C4H8, cứ nhìn này, C4H8, mạch chính có mấy carbon? 4 carbon mà mình giải biến ankan thì mình biết rồi, 4 carbon có mấy mạch chính nhỉ? Hoặc là gì? Mạch thẳng dài, hoặc là gì? Mạch nhánh như thế này, hết chưa? Thế nên cái lúc ăn cao này chúng ta làm việc mạch chính là nó quan trọng. Đấy, bước 1 cái mạch chính. Bước 2 xác định vị trí lên cái đôi CC. Đầu tiên mình chỉ tìm trục đối xứng đã. Thằng này có trục đối xứng thôi. Vậy nó đôi điền vào đây, điền vào đây là như điền vào đây hay điền vào đây là như nhau? Điền đây khác. Đấy chưa? Vậy mình có này, đôi điền đây. Còn đôi điền ở giữa. Được chưa? Tiếp tục này. Ba là các môn này giống nhau, vậy nó đưa điền ở đây hay điền ở đây hay điền lên được như nhau. Vậy điền ở đây nữa. Được chưa? Tiếp sau đó thì mình đi xác định xem có đồng phân hình học hay không. Thì nó đôi đây thì cắm mắt ở đây. Cắm mắt ở đây thì có hai mắt là giống nhau chưa? Vậy có đồng phân hình học không? Không. Tiếp tục này, mình có này. Cắm mắt vào đây. Cắm mắt đây cho đủ quá trị mình đấy này, C với H khác nhau không? C bắt khác nhau không? C bắt có khác nhau không? Thỏa mãn điều kiện A khác B chưa? C khác D chưa? Vậy là có đồng phân hình học không? Có. Đặc biệt thằng này có một đồng phân hình học nữa là thằng này. Đây là phân hình học trong con bướm. Đây là con bướm để yên không làm nguyên vẹn con bướm đúng không? Để cặp một đôi nha, xong nó đít lên đầu thì còn không còn là con bướm. Được chưa? Mình khác nhau chứ. Đấy nhá. Vậy là suy ra là C4 này có mấy đồng phân? 1, 2, 3, 4 đồng phân. 4 đồng phân là nếu mình xét cả đồng phân hình học nhé. Còn nếu mà chỉ xét đồng phân cấu tạo thì có xét hình học không? Không, thì nó chỉ có
3. Nhớ chưa? Đấy, đi rồi. Đừng chết. Nhớ là làm xong rồi làm gì thêm C5. C5 ăn 12 bao nhiêu đường phân? Cấu tạo. C5 ăn 12 bao nhiêu đường phân? Cấu tạo. C5 ăn 12 cho bao nhiêu đường phân? Cấu tạo. C5 ăn 10 bao nhiêu đường phân? Bài đầu mình là lại các bạn xem bài không cái số 7 đấy là phần an can, còn mình phải giải hết phần an can là giải câu số 17. Bảy không ok chưa, nhìn bảng này thì chưa có đặt C5. Thế vậy suy ra nhá, suy ra là C4 đặt 8 này có tổng cộng là 4 đồng phân mà mặc đơn là kể cả đồng phân hình học, còn lại là nó có 3 đồng phân cấu tạo, có nghĩa là không kể hình học, 3 đồng phân được chưa, là sang C5 được nhá. C5 bước 1 để bài chính 1, 2, 3, 4, 5 cộng 0 4 cộng 1 thần thuộc cái bé bài chính 3 cộng 1 cộng 1 ok chưa. Bước 2 điền vị trí của đôi xe xe, nhìn lên bà chữ 3 chữ cư xứng, nó đôi điền đây hay điền đây giống nhau, điền hai đi hay điền đây giống nhau, là có hai cách điền đôi, hoặc điền đây hoặc điền đó đây được chưa. Tiếp tục mày này có chữ cư xứng, nó đưa điền ở đây hay điền ở đây giống nhau, điền đây khác điền ở đây khác, và điền ở đây một hàng, điền đây một hàng, và điền đây một hàng nữa, được chưa. Cuối cùng thằng này giống nhau, hay điền ở đây điền ở đây điền ở đây điền ở đây như nhau, nhưng có điền được không,
Các con 3 chín mấy? 4 3 chín, 4 đủ 3 chín chưa? Nếu thêm một vạch nữa thì thành 3 chín mấy? 5, không tồn tại. Được chưa? Vậy là suy ra xem nó là 10 con. 1, 2, 3, 4, 5 đồng phân cấu tạo. Đây là hỏi con banh đồng phân cấu tạo. Cái đó có 5 đồng phân cấu tạo. Nhưng muốn đủ một nước mình đi xét hình học. Nhìn bảng này mình để mẫu chốt này. Với tất cả bọn hydrocarbon, em nhìn nhá. Nối đôi nằm ở đầu mạch thì có đồng phân nhập không? Không có. Được chưa? Nối đôi nằm ở giữa mạch thì mình đi xét có đồng phân nhập. Được chưa? Vậy nhìn này. Rồi để sang xem nào. Này đầu mạch có đồng phân nhập không? Thằng này giữa mạch đi xét nhá, xem có không nhá. Hát này. Hát. Thằng này khác nhau không? Này khác nhau không? Mình có là phân nhỏ đúng không? Kinh nghiệm là mình chỉ đếm số phân thôi, mình có là phân nhỏ không phải biết là phân nhỏ nào, đánh được một số xa. Một số xa là cộng thêm một thằng. Được chưa? Tiếp tục này nhìn này. Nối đôi đầu mạch có là phân nhỏ không? Nối đôi giữa mạch nhưng mình chỉ biết. Đây nhá, đây có hạt xuống đây. Hai này giống nhau không? Có giống nhau thì có là phân nhỏ không? Không có. Được chưa? Vậy là nối đôi nào ở đầu mạch thì chắc chắn không là phân nhỏ. Nối đôi ở nằm ở giữa mạch thì có thể có thể không, ví dụ thằng này có, thằng này không, thằng này nằm ở đầu mạch khác thì chắc chắn là đúng không? Vậy là bao nhiêu nhỉ? 5 đồng phân cấu tạo và tổng cộng có 6 đồng. Hiểu chưa? Cuối cùng của ngày hôm nay 4 rồi, thầy thắng. Thì nó chính bằng tên nam can tương ứng bỏ an thêm số chỉ vị trí liên kết đôi gạch ngang em nhìn này anh này mẹ em đúng không, đấy là e tan thì bỏ a thêm gì số chỉ vị trí liên kết đôi thì đây là một rồi thì không cần liên kết đôi nữa, có một vị trí liên thôi, thấy chưa? Em gọi là e tan, thấy chưa? Nhìn tiếp này, đấy nhá là gì, mẹ em phải đấy nhá là propan đúng không, thì bỏ a đúng chưa, nối đôi đến đây liền lên chính nhau nghĩa là có đốt bèn tiếp tục sang thằng này đánh số này. Mẹ em phải bọt bút, nếu mà bút đen thì thằng này có phân biệt được, thế nên nó phải có số chỉ, số chỉ theo là các con đầu tiên số mấy đấy? Các con đầu tiên đứng vào vị trí đó đúng không? Một em được chưa? Đấy nối đôi để đứng vào các con số 1 là các con số 2 thì sẽ nhỏ hơn. Vậy tương tự ở dưới đây sẽ là thứ mấy? Thứ mấy? Bốn hai em hiểu chưa? Bởi vì ở trên chỉ có một bình thằng này thôi, không có đồng phân. Thằng này chỉ có một mình thằng này không có đồng phân đúng không? Thế nên là thằng này nối đôi điền đây điền đây đều như nhau đúng không? Thì chỉ có một cái tên thì không, nhưng mà thằng này nối đôi điền đây điền đây là khác nhau rồi, nên là phải có vị trí khác nhau, hiểu chưa? Tiếp tiếp được rồi này, đây là gì? Gọi thêm một này
Nhớ đánh số là ưu tiên đối đôi trước. 1, 2, 3. Mẹ, em, phải. Và rô rồi. Nhưng đây con nhánh. Nhánh là một carbon, tên đó là gì? Mentin, đến mình con số 2. 2. Mentin. Mẹ, em, phải. Và rô. Đối đôi đi đây, đi đây, đi đây, đi nhau. Rô quen. Được chưa? Tên thông thường. Chỉ bằng tên là chính. Cộng với y lẹ. Đây là chính. Cộng với y lẹ. Nào nhìn này. Tên là chị mẹ em. Đúng không? F thêm với em. Đây là gì này? Và tên thường có nhiều hơn nhé. Thằng này là gì? Mà chính là mẹ em phải rô. Thêm đi lên. Và rô. Mình lên. Anh này là gì? Mẹ em phải bón. Bu ti lên. Thế nếu mà thằng này cũng vậy, mẹ em phải bỏ, thằng này cũng là bu ti lên. Thế hai thằng này giống nhau, hai chất này khác nhau mà tên gọi giống nhau là không được. Thế là thằng này nảy sinh nó khác nhau ở vị trí của đôi. Thế là nảy sinh ra tên ở vị trí đôi đôi chứ không ai lên là bút xong lại một e y lên được. Alpha beta. Đây là alpha bu ti lên, beta bu ti lên. Được chưa? Nhưng cái lúc này thì cái tên này là gọi như vậy thôi. Chứ còn là sau là người ta dùng nhiều hơn là bút của em là bút hai em. Được chưa? Và tương tự anh này sẽ được gọi là gì? ISO. Bút thì này. Và gọi tên cho tất cả thầy 5 chất này. Đặt tên này. Chất thứ hai 20 phút của em chính xác. Chất thứ ba pentờ 2 em chính xác. Chất thứ tư này giữa số và chữ không có dấu gạch cả. 20 tin bút 2 em được chưa, tương nhớ chưa? Và cuối cùng là 20 tin bút 4 em là sai rồi. Lúc nãy thầy bảo là ưu tiên đánh số từ các bọn chữ đôi trước. 1 2 3 4 vậy nó phải là gì? 30 tin bút. Ok. Vậy thì mé này là 20 tin phút anh đúng không? Xong nhá. Hôm nay chúng ta nghỉ ở đây. Chúng ta nghỉ ở đây nhá. Chúng ta lại thành xong. C. Một đối đôi CC thì được tạo bởi từ một liên kết sigma và một liên kết pi. Được tạo bởi từ một liên kết sigma và một liên kết pi. Và do nó được tạo bởi từ một liên kết sigma và một liên kết pi nên mình có này, sigma làm sao bền, còn pi thì sao kém bền. Do pi kém bền nên dễ bị đứt gãy trong các phản ứng hóa học, dễ bị đứt gãy trong các phản ứng hóa học. Sẽ bị đứt gãy trong. Thế chính bởi vì thằng này nó sẽ bị đứt gãy thằng sigma nên dẫn đến 100% một điều chúng ta làm là trung tâm phản ứng của mình để đối đôi sẽ suy ra trung tâm phản ứng. Trung tâm phản ứng là liên kết đôi C. Trung tâm phản ứng liên kết đôi C. Thế đây ta có bản chất. Bản chất C đối đôi C. Anh này R1
anh này R2 này, anh này R3, anh này R4 này. Được chưa? Dưới một tác nhân nào đó thì lên cái đôi đứt ra. Đây, để vẽ lại R1, R2, R3, R4. Đây, những cái đôi đứt ra. Vừa nãy nếu có liên kết đôi thì các mom bên kia hóa trị 4 và các mom bên này hóa trị 4. Bây giờ liên kết đôi được đứt ra thì hóa trị mấy đấy? 3. Đúng chưa? Vậy thì nó phải chia ra một vạch và chia ra một vạch này để được hóa trị 4 và cái tác nhân này sẽ điền vào hai cái này. Là bản chất của thằng ăn ngang khi đang làm mọi phản biến là bản chất thằng ăn ngang được chưa? Bây giờ mình đi xét tác nhân. Một nhỏ, vậy suy ra thằng ăn ngang này sẽ có phản ứng tổng quát. Phản ứng đầu tiên là phản ứng cộng. Nó định nghĩa phản ứng cộng. Cộng, phản ứng cộng là phản ứng mà một alken khi tác dụng với một nhóm các nguyên tử thì nghe tự đặt thêm các nhóm nguyên tử vào. Và đây mình có này, đầu tiên một nhóm phản ứng cộng. Phản ứng cộng của alken bản chất cộng của alken nhé, thì bản chất vẫn như thế này, nhưng mà trong cái cộng này nó chỉ định hai cái tác nhân. Cái tác nhân thứ nhất là tác nhân x2 này, a nhỏ, tác nhân x2. Tác nhân x2 thì bao gồm là hydro, clo, bromo. Với tác nhân x2 này ta có R1 C nối đôi C, R2 R3 R4 cộng với X gạch X tạo thành R1 C nối đôi C, R2 R3 R4. Liên kết đôi đứt này chia hai cái lên bên trên, đúng chưa? Thằng x thì cũng đứt ra, vậy thì một thằng x vào đây, một thằng x vào đây. Nhìn nó bản chất chưa? Đấy chưa? Thế vậy bây giờ em phải viết cho thầy chương trình mà khi cho thằng ethylene CH2 nối đôi CH2 tác dụng với H2 xúc tác như thế nhiệt độ. Tiếp tục mình biết cái phản ứng tiếp theo là phản ứng CH2 nối đôi CH, CH3 cộng với brom. Biết rồi, chị tự viết đi, đúng không? Vâng. Nào đây mình có này, anh này có một hai, khi bạn nhìn kỹ này, CH2 này, CH2 này, chỉ hai ở trên đầu đúng không? Thì anh này hắt cắm vào đây, hắt cắm vào đây, ở đây hắt cắm vào đây đúng không? Và bạn nhìn thấy anh này là anh ăn kem, anh ăn kem. Mà cộng với lại hydro thì tạo thành anh gì? Anh này gọi là anh gì? Anh can. Hay tên gọi của anh này là từ ethylene mà biến thành etan. Đúng chưa? Cái dưới sao? Cũng tương tự CH2 CH CH3 chia hai cái lên đầu
bro cắm vào đây và bro cắm vào đây, đúng chưa? Thế thì cái phản ứng đầu tiên này là phản ứng khi bro hóa giống sao, phản ứng là alken tác dụng với hydro thì được gọi là, được gọi là phản ứng hydro hóa. Và sản phẩm thì luôn sinh ra gì, luôn sinh ra ăn cả, luôn sinh ra ăn cả. Dấu sao thứ hai chúng ta nhìn này, anh này tên gọi là propen, ăn brom đấy chưa, propen ăn brom thì viết này có cái ăn brom ngay để bình thường đấy chưa, thì tạo thành đánh số này 1, 2, 3 1,2 đi brom penta. Vậy đây mình sẽ có là alken thì luôn làm mất màu dung dịch bro, luôn làm mất màu dung dịch bro à điều kiện thường thì những các em biết thành thêm một thằng khác nữa bút một em cộng với hydro xúc tác niken nhiệt độ, cứ phản ứng và tác dụng hydro để cộng với xúc tác niken nhiệt độ. Và cái phản ứng thứ hai là bút hai em tác dụng với lại bro và nhiệt độ. Ok, chính xác. Các em hiểu cái chỗ phần cộng này chưa? Đây là mình cộng các anh ít 2 nhé. Mình xong mình sang B. B là mình nghĩ sẽ dễ nhanh. Cái nào cộng với tác nhân B cộng với tác nhân hấp X thì như thế nào? Chúng ta lưu ý là tác nhân X2 nó khác tác nhân hấp X như là thằng X2 thì là hai phần nó giống nhau, của ta cắt ít thì là một phần, hai phần khác nhau, đúng không? Bọc bên tác dụng với tác nhân hát ít, hát ít trong này gồm là hát CL, hát DR và hát O, hát CL, hát BL và hát O, hát CL, hát BL, đúng không? Đã có HCL, HBR, HOH. Thứ nhất bản chất, thứ nhất bản chất CN đối đôi CN R1 R2 R3 R4 này tác dụng với H X được chưa? Bằng hành C nối đôi C R1 R2 R3 R4. Nhìn kỹ nhá, nhìn kỹ nhá. Xóa này đi. Chia hai này. Được chưa? Vậy này, lúc này thằng X này của mình sẽ có thể vào đây hoặc vào đây. Đúng chưa? Nếu nó vào đây thì thằng H vào thằng còn lại một sản phẩm nhé. Nếu nó vào thằng
nếu nó vào thằng này thì H vào thằng này, vậy là cái này có khả năng sinh ra. Thế nó chỉ sinh ra một sản phẩm khi nào? Khi R1 giống R4, R2 hay nó hết là thằng này có chủ tố sự thì sinh ra một sản phẩm. Thế bây giờ mình vào ví dụ để mình thấy rõ hơn. Mình vào ví dụ để mình thấy rõ. Thế là mình tính thôi. Là ví dụ để mình thấy rõ hơn. Đây là vẫn biết lại cái kia, ethylene CH2 nối đôi CH2 này tác dụng với lại HBr này, thứ hai là propen này CH2 này nối đôi CH này CH3 này cộng với lại HOH này, nhìn bảng nhá, CH2 nối đôi CH2 cộng HBr này, nhìn kỹ này, CH2 CH2 nối đôi với đôi đứt ra chia hai cái bạch lên đầu, được chưa? Vậy brom của mình hợp phân tích nó có hai vị trí để cắm, hoặc cắm ở đây hoặc cắm ở đây, dĩ nhiên brom cắm ở đây hay cắm ở đây đều như nhau do hai này giống nhau, được chưa? Vậy là brom cắm đây và H mà cũng tương tự như brom cắm đây, vậy là chỗ này chỉ tạo thành một sản phẩm. Bởi vì làm sao nhỉ? Tại này có chủ đối xứng. Được chưa? Hiểu không? Tiếp tục nhé. Sau này có H không H? Thì mình có CH2 này, CH này, CH3 này. Mình nhìn thấy thằng này không có chủ đối xứng đâu. Hai phần này khác nhau rồi. Chia một vạch lên đầu này, chia vạch lên đầu này. Đúng chưa? Bởi mình có này, bro của mình có thể cắm vào đây hoặc có thể cắm vào đây. Giả sử cắm vào đây thì là một sản phẩm. Và cái thằng thứ hai này, H cắm vào lại, chia hai cái lên đầu, bờ rôm cắm vào đây, cắm vào đây, được chưa? Được chưa? Nhìn thấy chưa? Vậy là tạo thành hai sản phẩm. Thế thì chúng ta học là khi mà một phản ứng mà nó sinh ra hai sản phẩm, thì phải có một thằng là sản phẩm chính, một thằng là sản phẩm phụ. Giờ mình xem là thằng nào chính, thằng nào phụ. Thì vẫn theo nguyên tắc giống như thằng ăn can, x là phần chân dài, được chưa? Phần dài thì cặp với gì? À, đại gia ở trong này là thằng carbon nó bậc cao hơn đúng không? Thế ở trong này thằng này là bậc 1, thằng này là bậc 2, bậc của carbon tính bằng là số liên kết của carbon với carbon bên cạnh, thằng này thì liên kết với 1, thằng này liên kết với 2, thằng này liên kết với 1, đúng chưa? Tiếp tục, vậy thì suy ra brom sẽ ưu tiên cắm vào carbon bậc 1 hay carbon bậc 2? À, bậc 2, vậy đây, đây là sản phẩm chính, được chưa? Thấy chưa? Thấy em hiểu chỗ này chưa? Và khi hiểu chỗ này thì viết tiếp cho thầy một cái bảng tiếp. Bởi vì tại sao này là giống nhất là thằng này đối xử rồi. Đấy chưa? Thì cái chỗ cộng này chúng ta sẽ có một quy tắc gọi là quy tắc Markov-Yikov của con. Thì vừa nãy chúng ta mạng được rồi, nên chúng ta không phải quan tâm đến quy tắc Markov-Yikov nữa. Về nhà phải làm bài tập nữa để buổi sau đi học đầu năm, thầy sẽ nói cho chúng ta cái quy tắc cộng Markov-Yikov mà bố đẻ Markov-Yikov đầu tiên của Markov-Yikov. Để mình nhìn một chất mình biết được làm sao nó ra được một sản phẩm, và mình nhìn một chất làm sao ra được này. Đấy chưa? Nó bỏ rồi mà nghỉ một buổi là coi như là đứt cước luôn mà. Có một em còn được gọi khác như một cái tên nữa thì em nhớ đến lại được, em học bài AK thì em sẽ nhớ. À con này đi nghỉ nghỉ cả bài AK. Em nghỉ AK. Còn gọi thì đây. Butan. Thì biết là có bốn carbon không nhỉ? Được chưa? Vậy bây giờ nó thêm cái một em thôi. Một là gì? Đây. 1 2 3 4. Nhìn thấy chưa? Vậy là N là nối đôi. Vậy nối đôi tính bằng vị trí carbon số 1. Thì đây là bút của này. Ok. Hiểu chưa? Đấy xong nhá. Thế là xong rồi cậu. Bây giờ sang hai nhỏ. Sang hai nhỏ. Phản ứng. Vậy đây cộng rồi. Thứ hai là phản ứng. Chủ
học. Và cái này rất quan trọng và liên quan cả bộ thi đại học lớp 12. Phản ứng chung học. Chung là lặp đi, lặp lại, lặp đi, lặp lại. Học là học lại. Được chưa? Vậy định nghĩa. Phản ứng trùng hợp là phản ứng. Định nghĩa, phản ứng trùng hợp là phản ứng mà nhiều phân tử nhỏ, nhiều phân tử nhỏ giống nhau, nhiều phân tử nhỏ giống nhau kết hợp lại, kết hợp lại để tạo thành một phân tử lớn. Các phân tử nhỏ này còn được gọi là monomer. Được tạo chỉ tạo thành một sản phẩm. Có sản phẩm cộng với lại HBR thì lại tạo thành hai sản phẩm. Đúng chưa? Thì HBR đây được gọi là tác nhân. Và cái thằng alkene mang đi cộng cũng gọi là tác nhân. Vì vậy nên số lượng sản phẩm sinh ra được phụ thuộc vào tác nhân. Tác nhân thì chia thành hai loại. Một loại là tác nhân đối xứng. Đối xứng. Và một loại là tác nhân bất đối xứng. Một loại tác nhân đối xứng, một loại tác nhân bất đối xứng. Được chưa? Vậy vì có tác nhân đối xứng là gồm như thế nào? Tác nhân đối xứng X2. Cũng X2 là đối xứng không? X2 trong đây mình có những thằng nào đối xứng nhỉ? H này, CL, CL này, BR, BR này. Ok chưa? Thứ hai là anten đối xứng. Anten đối xứng. Anten đối xứng của mình là gì? R1 này, C nối đôi C này, R1 này, R2, R2 nó có trục đối xứng. Được chưa nào? Thì chúng ta có là trong cái phản ứng cộng đấy, được chưa? Chỉ cần một trong hai tác nhân là đối xứng thì luôn sinh ra một sản phẩm duy nhất. Chú ý cho thầy đây là dấu ngoặc, hoặc là một trong hai. Ví dụ, ví dụ bây giờ mình nghĩ đến ví dụ đầu tiên là cả hai là đối xứng. Ví dụ đầu tiên cả hai là đối xứng là CH2 nối đôi CH2 cộng với lại BR2. Thế các bạn biết rồi đấy. Thì các bạn nó tạo thành là CH2 BR cắm vào đâu cũng được. Đúng không? Đây là trường hợp đặc biệt khi mà cả hai tác nhân đều đối xứng thì đều chỉ tạo thành một sản phẩm. Được chưa? Nhìn bạn các ý khi sau. Tiếp tục này. Bây giờ giả sử chỉ có một tác nhân X2 đối xứng, còn thằng còn lại là thằng alken bất đối xứng. Ví dụ như propen chúng ta mình biết rồi. CH2 nối đôi CH, CH3. Bây giờ thì không propen thì ghi là hút một em đi cho nó khác đi. Lúc nãy mình biết thằng này rồi. Được chưa? Thì bây giờ thằng này là alken là bất đối xứng. Bây giờ mình cho cái tác nhân của nó, tác nhân đối xứng còn lại là tác nhân CL2 đi. Thì cộng với nhau điều kiện thường CH2 CH CH2, CH3 chia hai cái vạch ra thì cờ lo đính vào đâu cũng được. Vậy là cũng chỉ tạo thành một sản phẩm. Thế giờ mình thử ngược lại là thằng alken này đối xứng. Được chưa? Còn là tác nhân này bất đối xứng. Ví dụ như bút hai em CH3, CH2 nối đôi tại CH nối đôi CH, CH3 cộng với bromin thì tạo thành CH3, CH, CH, CH3 chia hai cái mặt ra. Thì đúng là bờ đúng, đính vào đầu cũng như nhau đúng không? BR, BR, thế nên thầy muốn em hiểu cái này. Vậy là chỉ cần một trong hai tác nhân đối xứng thì đều luôn luôn sinh ra một sản phẩm. Mình biết được cả ba trường hợp. Hai thằng đối xứng, một thằng X2 đối xứng, một thằng alken đối xứng đều chỉ sinh ra một sản phẩm. Được chưa? Thế bây giờ đến tác nhân bất đối xứng thì sao? Đến tác nhân bất đối xứng thì mình có các tác nhân bất đối xứng, ví dụ như HX
là nó bao gồm HCl, HBr, HOH, đúng chưa? Và alken bất đối xứng, alken bất đối xứng. Ví dụ như R1C nối đôi C, R2, R3, R4 thì đúng là bất đối xứng chưa? Được chưa? Bây giờ cho hai nó cộng nhau nhá. Thế thì để làm bất đối xứng để tạo thành hai sản phẩm thì bắt buộc chỗ này phải là dấu và. Bởi vì đây thằng này bất đối xứng cộng thằng đối xứng thì chỉ tạo ra một sản phẩm. Thằng này đối xứng, sorry, chỗ này là cộng BR2 là hơi sai, thì muốn khác, thử khác với HBr đi. Thì HBr đây, BR đây cũng như nhau đúng không? Thì thằng này là đối xứng cộng cái thằng bất đối xứng, đúng không? Cũng là một sản phẩm. Rồi mình chọn thử hai thằng bất đối xứng cộng nhau thì sao? Thì hai thằng bất đối xứng cộng nhau mình dự đoán chắc chắn sẽ sinh ra hai sản phẩm. Xem nhé. Đây bất đối xứng này, CH2 nối đôi CH, CH2, CH3 cộng bất đối xứng đây HBr để tạo thành CH2, CH, CH2, CH3 thì Br hoặc cắm ở đây, H cắm ở chỗ còn lại, hoặc là Br cắm ở đây và H cắm ở chỗ ngoài, đúng chưa? Hiểu chưa? Thì đây là quy tắc bố đẻ của ba cô kiến cô. Và khi như này thì chúng ta biết được rằng là sản phẩm chính ưu tiên vào carbon có bậc cao nhất. Được chưa? Tạm ghi lại chỗ này. Bây giờ có máy rồi. Tiếp theo gì? Tức là củ gì? Không, cái củ kia nó tên cũng có phải là củ chuẩn của carbon không? Nhìn xem nó có phải củ chuẩn cá đông. Cái củ mà không phải chuẩn cá đông thì nó sẽ không hiện sáng. Chính là bảo cái sạc này sạc được cả hai. Đúng rồi, sạc này sạc được cả hai. Củ đấy có phải củ chuẩn cá đông. Nhìn xem đi. Tên tên. Nhìn cái gì gì đó. Nhìn là củ ấy. Nhìn củ pin ấy. Thôi đấy, thật là một công nghệ. Không phải cái củ này là hiện được pin này. Củ đọc. Còn củ kia thì sẽ tăng bằng, có hiện pin. Bản chất ở đây mình có bản chất của phản ứng trung hợp thì ra đoạn này mình kỹ nhá. C nối đôi C, thấy chưa? Rồi mình phân tích lý do mà tại sao ngày trước phải lấy kỷ 17, 18 không ít bây đây thế, bây giờ sang lấy kỷ 20 cũng nhiều lý do sao? Ngày xưa chiến tranh nhiều, một con trai chết nhiều, một con gái xui, đúng không? Bây giờ hòa bình nhiều, nên là con trai thì phải trọng nam khinh nữ, là con trai cả ngày càng sinh ra nhiều, đúng chưa? Con gái thì làm sao? Con gái thì sinh ra ít hơn, đúng không? Nên là nhiều trai thôi, nhiều trai thôi nên dẫn đến là Việt Nam năm tới đây là năm nay là bắt đầu dư 4 triệu đàn ông, bây giờ có phải hãy coi tất cả bọn này là đàn ông, đấy, đúng không? Mà lại 4 triệu đàn ông xếp chung vào một khu vực với nhau không có con gái. N là 4 triệu. Được chưa? Nhiệt độ áp suất xúc tác. Nhiệt độ áp suất xúc tác. Cái này đơn giản nhất để cho em dễ hiểu nhất. Nhiệt độ tăng là giống kiểu cho uống rocket một dòng. Biết rocket một dòng không? Đấy, cho uống rocket một dòng. Thì ra sao? Một số thứ sẽ bứt rứt rứt ra. Đây. Được. Đứt ra thì chìa ra đằng trước, chìa ra đằng sau. Nhưng bọn này chìa ra không có chỗ nào để cắm. Đúng chưa? Lúc này nó có x2, còn có hx để cắm vào. Lúc này không có x để cắm, không có chân dài. Thì phải làm sao? Thì bắt đầu cắm vào nhau. Đấy, xếp như này, chìa nhau ra đây. Thì có đứa có phải cắm vào nhau không? Được chưa? Thế khi nó cắm vào nhau rồi thì nó tạo thành một cái chuỗi liên tục này, thế nên cái sinh ra nhiều như vậy dư bốn trái, được chưa? Thế khi cắm vào nhau vậy thì nó là một chuỗi dài với nhau, và cái chuỗi này nó sẽ giống như là xích của con chó, có biết xích con chó không? À, là gồm các gì? Các mắt xích nó giống nhau liên kết lại với nhau, đúng không? Vậy đây, đây là mắt C,
đây là một mắt xếp, đây là một mắt xếp, được chưa? Thế thì trong việc mà mình học thì mình biểu diễn cho nó dễ nhìn hơn, thì mình chỉ để biểu diễn của cả một cái xích dài thì mình chỉ được biết cấu trúc của một cái mắt xích thôi. Vậy ra N là, được chưa? Đấy, thì là đây là hóa học đã dự đoán được trước tương lai nhá, nhìn được các cái tương lai kiểu gì có về đề và dẫn đến là con gái sẽ cực kỳ đắt giá, bắt đầu từ bây giờ là con gái đắt giá thôi, được chưa? Mấy con bạn thì xấu ngu hơn có thể mấy, còn mấy đàn bạn thì đẹp trai bây giờ cũng phải đi lấy mấy con bạn xấu ngu. À, đưa ra đi yêu nhau chúng nó, đấy là chúng nó quạt của họ bản thân, nó không biết chúng nó có cái gì để yêu nhau. Xong chưa? Thế đây là tổng quát nhé, bây giờ mình đi biết. Thế là phải là điều kiện, điều kiện để xảy ra phản ứng trùng hợp là có đôi CC này, hoặc là vòng kém bền, cái vòng kém bền là lúc cái hai mình học, hoặc vòng kém bền. Và bây giờ mình sẽ đi viết cho thầy cái phương trình của ethylene CH2 nối đôi CH2 cắm vào nhau như thế nào. Thứ hai là thằng propylene CH2 nối đôi CH3 cắm vào nhau như thế nào. Các em cứ viết nhá. Thứ ba là vinyl chlorua CHCl nhiệt độ áp suất xúc tác thì như thế nào. Đây bây giờ mọi người đứng lên lại viết thử nó cắm vào nhau như thế nào. Em phải biết là chỗ nào được cắm, chỗ nào không được cắm, và phân tích cho xem. Cái thằng này nhìn nhá, nối đôi đứt ra thì thằng này chia ra một vạch, thằng này chia ra một vạch rồi. Thế thằng này nó có chia ra vạch rồi, đúng không? Thằng này không chia ra vạch thì phải bẻ cong nó đi. Đấy, bẻ cong nó đi. Thầy vẫn nói đấy, ở ngoài cuộc đời thì 100% là mọi người không có một thằng nào là thằng thẳng hết. Và đơn giản khi bạn vẫn đang thẳng là khi bạn chưa gặp phải người để cao bạn luôn. Nên đừng có khẳng định. Được chưa? Cái này là nghiên cứu của các nhà khoa học nhé. Được chưa? Nào, vậy đây anh này mày này. Được chưa? Lúc cần thiết là phải để cao. Cái này mình phải học thật kỹ bởi vì sang năm lớp 12 mình có học lại nó. Được chưa? Mình nhìn này. Anh này tên là ethylene. Thì anh này tên là polyethylene. Được chưa? Và polyethylene thì viết tắt là PE. P I. Anh này là gì? Anh này chúng ta gặp rất nhiều trong cuộc sống. Nó chính là túi giấy bóng. Túi giấy bóng ta dùng đấy mà chôn dưới đất 1.000 năm vẫn không phân hủy đấy. Được chưa? Và bây giờ các nhà khoa học cùng nghiên cứu này, chúng ta uống nước vào những cái chai này này là không tốt. Nước vào những chai này không tốt, bởi vì những chai này là nhựa. Nhựa thì khi mà nước này chúng ta biết rồi là nó vẫn có khả năng hòa tan. Mà mình biết là cũng đang nó vẫn hòa tan. Thế thì mô hình chung mà chúng ta uống nước ở trong những chai này là uống những hạt nhựa trong cơ thể. Để cho người ta chứng minh là mỗi ngày là ngoài người chúng ta là uống 30 hạt nhựa trong cơ thể. Để cho vẫn phải uống chứ làm gì còn gì để uống nữa. Nhưng em mang về công nước đi. Vẫn chấp nhận để uống cái đèn dạy của anh y xin thân mình vừa ít bụi vừa uống nước sau kiểu có hạt nhựa. Thế mà chúng nó vẫn còn ngoài mình tuổi, chúng nó nghèo. Chân lại mới bị đau, nghỉ dậy mất mấy buổi mà không một đứa nào hỏi đau. Lúc nãy thằng kia bảo có đi thì có lại đúng không? Không được một cân đường, một sữa nào mà đã bảo người ốm còn cân đường, một sữa. Lần sau nó đi, chắc là 10 ăn một cốc đi. Rồi tôi uống. Uống nước này xong nào bị virus vào ấy. Cái gì mới bảo là ở đại học y này có rất nhiều virus, xong em bảo uống nước kia. Các gì em bảo thôi thành chết đi, không cần để em đợi đi học. À hiểu ý con bé này, bố mẹ nó ép đi học để thi đỗ y. Bây giờ nó còn dù thầy chết đi thế là sau này nó đỡ học còn. Thì giáo nó dạy hiểu lắm nhưng mà thấy chết rồi. Bây giờ con đi học là hiểu lắm thôi. Hay con đi theo thầy. Thế bố mẹ tôi cũng cho học y nữa. Đấy lòng dạ con gái vẫn như thế con bé. Thầy
nghìn năm cũng thay đổi. Chấp nhận. Được chưa? Nhìn tiếp nha. Cái này nhá. Polypropylene. Polypropylene. À sorry, đây là polypropylene đúng không? Sang này gọi là oxy hóa không hoàn toàn. Thế lưu ý cho thầy cái từ sau này, oxy hóa không hoàn toàn này. Chỉ cần nhớ là thầy như này. Chỉ cần nhớ là anken thì làm mất màu. Mất màu dung dịch bro và dung dịch KMnO hay còn được gọi là thuốc tím. Dung dịch KMnO là thuốc tím. Mất màu dung dịch. Bây giờ oxy hóa hoàn toàn. Trước khi sang oxy hóa hoàn toàn thì biết cho các cái phương trình. Phương trình này của em thích thuộc thì thuộc, không thích thuộc thì thôi. Ethylene cộng với K và NO4 trong môi trường nước để tạo thành. Nhớ lại những cái đôi nước ra, chia hai cái ra, cắm hai nhóm có mắt vào. Cân bằng cái này theo phương pháp cân bằng oxy hóa Mn dương 7 về Mn dương 4 trao đổi 3 em. Đấy chưa? Giờ nhìn nhá, số xóa của carbon này. Nhìn này, tổng trong này là bằng 0. Đúng không? Hydro là dương 7. Dương 1, dương 1 nhân 4 là bằng dương 4. Đúng không? Dương 4 chia cho 2 của thằng này là trừ 2, trừ 2. Đấy chưa? Tiếp tục sai này. Anh này đều viết tắt là C2H6O2. Đúng không? Oxy trừ 2 hydro dương 1 trừ 2 nhân 2 bằng trừ 4 cộng với 6 thì bằng dương 2, dương 2 chia 2 thì bằng dương 1. Ở trong này trừ 1. Đã xác định số xóa vậy rồi. Đấy chưa? Vậy mình có này. Từ trừ 2 về trừ 1. Vậy là trừ 2 trừ đi trừ 1 thì bằng mấy? Trừ 1. Đúng chưa? Phải nhân lên mấy? 2, cái gì là 2? Vứt chéo, 3 vứt lên đây, 2 vứt lên đây, bằng toàn cả khúc này, đây là 3. 2 mà nờ, rồi đến hydro nhạc xong. Được chưa? Hoặc là đến K, 2K. Được chưa? Thế bây giờ đến hydro nữa. Đây là 4. Đây là cách cân bằng quy trình này nhá. Đứa nào học giỏi, kinh khủng lắm thì hãy phải hiểu cái cách cân bằng này. Còn ngày xưa thì học được. 3, 2, 4, 3, 2, 2. Thế là tồi. 3, 2, 4, 3. Được chưa? Cứ 3, 2, 4, 3, 2. Nhá. Và hiện tượng là khi cho thằng sụp khí ethylene vào dung dịch thuốc tím thì thấy xuất hiện vẩn đục. Được chưa? Thấy xuất hiện vẩn đục. Dung dịch càng uống mất màu và xuất hiện vẩn đục. Dung dịch càng là mất màu, nó thể xuất hiện được. Lần sau em biết chữ được này. CN H2N tan với oxy thì tạo thành CO2 cộng H2O. Cân bằng nhá. N carbon 2NH chia 2 bằng n đến oxy 2 n cộng n là 3 n, 3 n chia 2. Nhá hàng tí về cháy. Nếu số mol thằng này là 1 thì số mol thằng này là n, thì số mol thằng này là n. Vậy ta lấy số mol nước với số mol CO2 như nào với nhau? À, đấy là số mol nước luôn bằng số mol
CO2. Và điều này xảy ra với thằng công thức là CH2N. Và bất kỳ thằng nào có công thức là CH2N thì cũng có điều này. Được chưa? Bốn là bạn ứng dụng điều trị. Một là ứng dụng. Cái ứng dụng của cái bọn này là gì? Ứng dụng cái bọn này là gì? Là gì? À, sản xuất polymer. Vâng, gần của các kiểu cái nữa. Xong sẽ cho phải ngon, không cần điều chế.